Dù đã ra mắt được một tuần, thế nhưng Tốc Chiến vẫn vấp phải những khó khăn không nhỏ tại server Việt Nam. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với bản tin Tốc Chiến 24 giờ, điều ức chế nhất của game thủ Việt. Liên Quân liên tục chê bai Tốc Chiến không có cửa. Đây là điều ức chế nhất mà Tốc Chiến đem lại cho game thủ Việt. Liên minh Tốc Chiến đã đến tay game thủ Việt được hơn một tuần. Ngoài việc ra mắt sớm hơn dự kiến thì có vẻ như tựa game này vẫn tồn tại nhiều vấn đề làm cho người chơi cảm thấy bức xúc và khó chịu. Tính đến thời điểm hiện tại, người chơi Việt vẫn phản hồi về đường truyền không ổn định trong Liên minh Tốc Chiến. Thế nhưng đó chỉ là một trong số khá nhiều vấn đề mà siêu phẩm MOBA trên nền tảng di động này đang mắc phải. Bên cạnh việc giật, lag và đôi khi làm mất kết nối thì một yếu tố nữa đã và đang khiến người chơi Tốc Chiến cảm thấy khó chịu chính là việc kiểm duyệt ngôn ngữ quá cắt cao đến từ Riot và VNG. Trong bối cảnh mà nhiều game thủ Tốc Chiến hiện nay vẫn đang ghép lẻ khá nhiều, việc sử dụng mic để trao đổi là cực kỳ hạn chế, thì phương thức giao tiếp được sử dụng nhiều nhất là kênh chat. Thế nhưng trong Tốc Chiến hiện tại, mặc dù toàn game thủ Việt chơi với nhau, nhưng cũng chẳng khác gì khác biệt ngôn ngữ, bởi lẽ có quá nhiều thứ diễn đạt thông thường cũng bị biến thành dấu sao theo một cách cực kỳ khó hiểu. Có lẽ chính game thủ Tốc Chiến là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra trong game thời điểm hiện tại. Đôi khi dù là nỗ lực hết sức để diễn đạt, miêu tả thông qua đoạn chat, nhưng cuối cùng thì vẫn bị biến thành dấu sao, khiến chính cả người viết có khi cũng không thể hiểu mình đang nói gì, chứ chưa nói đến người đọc nó. Tuy nhiên thì vấn đề này thuộc về Riot nhiều hơn là VNG, bởi việc việt hóa và cập nhật ngôn từ nhạy cảm trong game đa phần đều do Riot thực hiện. VNG nếu có thì chỉ là đơn vị tham mưu, chứ không phải là người có thể quyết định danh sách từ ngữ nhạy cảm vào trong Tốc Chiến. Có phải chăng là Riot đang quá nhạy cảm đến mức quá đáng? Một số game thủ cho biết có thể tắt bộ lọc chat để hiển thị bình thường, song lại có người chơi cho rằng mình không hề có tính năng này trong phần cài đặt. Liệu có phải là do Riot chưa cập nhật tính năng này cho 100% game thủ Tốc Chiến Việt hay không? Trên các hội nhóm Tốc Chiến lúc này cũng cho thấy, người chơi đang vô cùng khó chịu với sự kiểm duyệt gắt gao trên mức cần thiết này của Riot. Bởi lẽ không phải lúc nào game thủ cũng đủ bình tĩnh và thời gian để suy nghĩ xem cách diễn đạt nào sẽ hợp pháp trong Liên minh Tốc Chiến nhằm vượt qua được bộ lọc gắt gao đến từ Riot. Ngay cả trong trường hợp người chơi có tắt bộ lọc ngôn ngữ, thì nếu đồng đội vẫn để bộ lọc, thì thứ mà đối phương nhìn thấy vẫn sẽ là dấu sao. Như vậy, để giải quyết tận gốc vấn đề thì có lẽ Riot và VNG nên ngồi lại với nhau để đưa ra một biện pháp kiểm duyệt ngôn từ hợp lý hơn, thay vì quá gắt gao như hiện tại, khiến cho người chơi Việt đang rơi vào trạng thái khó chịu vì không biết phải viết như thế nào mới chiều lòng được Riot và diễn đạt làm sao để đồng đội hiểu được lời mình nói. Tốc Chiến xuất hiện HMAP trên iOS, thậm chí là hoàn toàn miễn phí. Hack, cheat, vấn nạn đã giết chết rất nhiều tựa game đình đám. Đáng nói hơn, không chỉ trên Android, mà trên cả những thiết bị iOS vốn được đầu tư về hệ thống bảo mật rất tốt, cũng đã hack được Tốc Chiến theo dạng HMAP. Thậm chí trên một số trang web, kênh YouTube còn đăng tải hướng dẫn HMAP Tốc Chiến chi tiết một cách công khai cho cả hệ điều hành Android lẫn iOS. Dẫu chưa thể kiểm chứng chính xác những hướng dẫn gian lận này có thực sự hiệu quả hay không, nhưng chừng đó là đủ để game thủ nước nhà hoang mang, lo lắng. Tương lai của siêu phẩm này sẽ đi vào đâu khi mà tình trạng gian lận đang ngày càng đáng lo ngại? Rất nhiều tựa game MOBA đã phải điêu đứng, thậm chí là nát game vì nạn tool hack tràn lan, và Tốc Chiến đang là con mồi cho những kẻ gian lận nhắm đến. Có thể khẳng định rằng HMAP đã xuất hiện trong Tốc Chiến và đây là một vấn nạn khiến cộng đồng game thủ vô cùng quan tâm. Hy vọng rằng với kinh nghiệm xử lý nạn tool hack của người Anh Liên minh Huyền Thoại thì Riot Games sẽ làm tốt hơn với đứa con cưng Tốc Chiến của mình. Game thủ Liên Quân liên tục vào chê Tốc Chiến, cho rằng không thể sánh vai được. Những ngày vừa qua, một loạt các bài đánh giá của game thủ liên tục xuất hiện, đa phần là chê bai tựa game này và cho rằng nó không thể cạnh tranh được với đối thủ Liên Quân. Ý kiến đầu tiên là cho rằng tựa game này quá khó, nếu so với lối chơi của Liên Quân, Tốc Chiến sở hữu rất nhiều skill, chưa kể còn có cắm mắt, kích hoạt trang bị, nên rõ ràng là rất phức tạp. Điều này được cho là chỉ nên dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp, còn người chơi trên điện thoại đa phần cần sự đơn giản. Những ý kiến này chủ yếu đến từ game thủ Liên Quân, có lẽ cũng có lý vì game thủ Liên Quân đã quen với ba kỹ năng có tốc độ hồi nhanh, dễ spam liên tục khi chơi Tốc Chiến lại không thể được như thế. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng lối chơi của Tốc Chiến đã rút gọn khá nhiều so với phiên bản trên PC và còn tích hợp nhiều tiện lợi cho người chơi. Có thể nó quá phức tạp với game thủ Liên Quân nhưng lại dễ hơn so với game thủ trên bàn PC. Thứ hai, game thủ Liên Quân cho rằng trong khi Liên Quân chỉ cần cầm trừng phạt vào rừng là tướng nào cũng đi được, nhưng trong Tốc Chiến thì không cẩn thận sẽ bị quái rừng đánh mất mạng. Điều này khiến cho game không đa dạng chiến thuật.
Và một điều nữa khiến các game thủ Liên Quân tỏ ra thất vọng vì tốc chiến, đó là không thể mua đồ nếu không biến về. Họ khẳng định rằng nếu không cải tiến cho giống với Liên Quân là cho mua đồ tại chỗ thì không bao giờ so sánh được với Liên Quân. Có lẽ những người đưa ra ý kiến này đã bị ảnh hưởng quá lớn của Liên Quân và họ mong muốn một phiên bản khác tốt hơn của Liên Quân chứ không phải là một game có lối chơi phức tạp. Dù sao đó cũng chỉ là ý kiến của một nhóm game thủ, việc tốc chiến có phải chỉnh sửa để đơn giản hơn cho phù hợp với tầng lớp game thủ không muốn tính toán nhiều còn phải chờ đợi thời gian tới. Riot khẳng định tốc chiến sẽ sớm có hệ thống chọn vị trí trong rank. Những người chơi tốc chiến hẳn đã quá ngán ngẩm với cảnh mình không được chơi vị trí mong muốn khi tham gia đánh xếp hạng. May mắn thay, một nhà phát triển của Riot đã xác nhận rằng việc lựa chọn vị trí khi đánh xếp hạng sẽ sớm được ra mắt trong tốc chiến. Ở phiên bản PC, trước khi ra mắt hệ thống chọn vị trí ở mùa năm, người chơi xếp hạng luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi đánh rank bởi họ không chọn được vị trí cũng như vị tướng mình muốn chơi. Không những vậy, họ còn phải gặp những người chơi xấu tính, chơi những vị tướng không phù hợp và bắt đầu join game. Tốc chiến hiện nay đang lặp lại những tình trạng y hệt như bản PC trước đó, nhưng điều này sẽ sớm chấm dứt khi mà Riot mới đây đã xác nhận hệ thống chọn vị trí sẽ sớm được ra mắt. Một nhân viên của Riot là Soundwave mới đây đã xác nhận trên Reddit về vấn đề này và cho biết rằng hệ thống lựa chọn vị trí trong xếp hạng sẽ sớm được đưa vào trò chơi. Các thông tin thêm sẽ được đưa ra vào đầu năm 2021. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển hệ thống này và có thể chúng tôi sẽ cung cấp thêm một vài hình ảnh về giao diện của hệ thống này trong khoảng đầu năm 2021. Về cơ bản, hệ thống này sẽ không giống hoàn toàn so với phiên bản PC, nhưng nhìn chung nó sẽ giúp các bạn cải thiện tình trạng tranh lane trong xếp hạng. Ở bản PC, bạn sẽ phải tốn một khoảng thời gian khá dài để tìm được trận với hệ thống chọn vị trí. Có lẽ điểm khác biệt đầu tiên mà Riot muốn nhắc đến là sẽ giảm thời gian chờ tìm trận trong tốc chiến. Người chơi tốc chiến có lẽ sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để hệ thống chọn vị trí được đưa vào hoạt động. Thuê cả dàn streamer Liên Quân, tốc chiến vô tình thừa nhận sức mạnh của đối thủ. Khi tốc chiến chính thức Open Beta ở Việt Nam, thì cộng đồng game thủ yêu thích thể loại MOBA trên di động đã rất nóng lòng về màn sao găng đẳng cấp nhất từ trước tới nay. Một bên là dự án game cho Riot hậu thuẫn với tập khách hàng là người chơi Liên Minh Huyền Thoại PC vô cùng khổng lồ trên toàn cầu. Trong khi đó bên còn lại thì là một game quốc dân thu hút cả nửa triệu người xem giải trực tiếp. Tuy nhiên một thực tế không thể phủ nhận là đa số người chơi tốc chiến lúc này là từ Liên Quân chuyển sang. Ở giải Showmatch tốc chiến SEA Pentabomb Showdown, cộng đồng tốc chiến đã ngỡ ngàng khi ban tổ chức mời tới 5 streamer nổi tiếng, nhưng điểm chung của họ là đều thành danh nhờ các sản phẩm của Garena. Không những vậy, 3 trên 5 streamer được mời từng là tuyển thủ Liên Quân chuyên nghiệp ở đấu trường danh vọng. Trình độ của những bé chanh, mờ xương hay đấng IM hoàn toàn có thể trở thành key player ở bất cứ đội tuyển eSports nào họ tham gia. Dĩ nhiên điều này không khỏi khiến các fan Liên Quân cảm thấy khó chịu. Một số fan quá khích không ngần ngại cà khịa tốc chiến khi cho rằng tựa game của Riot đang phải thừa nhận tiềm lực sức mạnh của chính đối thủ. Nhìn lướt qua cộng đồng Mobile Legends nói riêng và các game chiến thuật có yếu tố MOBA do VNG phát hành, số lượng KOL thành danh và có lượng fan khủng là quá khó kiếm. Điều này trái ngược với làng Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân khi những bộ môn eSports đều đã và đang là bệ phóng giúp bao bạn trẻ khẳng định tên tuổi. Vậy các bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé!